Chào. Yeah. Đây, mình nay em sẽ hướng dẫn mọi người cách làm hoa ly nha. Hoa ly hai màu dễ quên. Thì là cái chiều dài của cái khung là chiều rộng của cái khung là ba lóng tay nha. À, thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người là cách sống cái khung. Cái khung này mình sắn tròn thì bây giờ mình sẽ là kéo lên chia đôi ra. Đôi ra thì mình phải luồn thêm một cái lằn sống ở giữa nữa nhé. Phải làm thêm cái lằn ở giữa. Mình bấm cái đầu kẽm vào xong rồi mình bấm lại cho nó chặt ra nằm yên chỗ nhé. Mình tạo cái khung trước nha, tạo cái khung trước sau đó thì mình sẽ dùng giấy ốp giấy lên luôn nha, tạo cái khung xong rồi bây giờ thì mình sẽ ốp cái giấy này vô bên trong tóm lại. Cái hoa ly thì sáu cánh thì mình cũng sẽ làm sáu cái khung và mình buộc sáu cái cánh hoa như thế này cho nó tương tự nhé. Hiện tại thì cái khung cánh của nó em đã làm sẵn, cánh đã làm sẵn chuẩn bị sẵn thì bây giờ mình sẽ ghép vô luôn nhé. Còn nhị của hoa ly nó hơi dài so với những cái hoa khác, nó sẽ dài hơn. Và cái cánh hoa thì mình sẽ gắp sát vào chung cái hoa luôn, buộc chặt vào. Mình cũng buộc thắt gút lại nhé. Ba cánh hoa bên trong. Mình ghép hoa ly thì làm ba cánh ở bên trong, là ở bên ngoài thì cái xoang cái kẽ này, cái kẽ trống này nè thì mình sẽ thêm ba cánh nữa nha, ba cánh nữa cho nó đều nhau.
Làm xong thì mình sẽ uốn cái cánh hoa nó cho nó đều lại nhé. Cái cánh nó hơi dài một tí. Cái nhị thì mình sẽ 6 cái nhị đen thì mình sẽ cho nó ra phía ngoài, và cái nhị vàng thì mình sẽ cho vào ở trong nhé. Này là cũng 7 cái nhị đấy. Xong thì còn cái phần đuôi này thì mình sẽ dùng một phần sáp. Mình sẽ dùng một cái phần sáp để mình quấn lên cái phần đuôi luôn nhé. Mình dùng một cái thân cây để nối thẳng vào luôn cái đuôi hoa nhé. Này em đã hoàn thành được cái hoa ly. Còn lá thì ai muốn làm lá thì mình cũng làm cái khung tương tự như là cái cánh hoa như này, rồi mình ốp giấy xanh vào mình làm lá luôn nhé. Cái phần lá của hoa ly thì mình ốp giấy xanh, mình cũng làm cái cánh tương tự như là cánh hoa luôn.